Hari Won ngạ quỷ vì kiệt sức khi tham gia cơ hội đội đời. Trong cơ hội đội đời, Harry Won ngạ quỷ dưới chân MC Đại Nghĩa sau khi thực hiện thử thách. Khoảnh khắc này khiến người xem xót xa. Tập 17 Cơ hội đội đời ghi hình tại Đà Lạt Chương trình có sự góp mặt của Harry Won, ca sĩ thanh thảo và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương, đảm nhận vai trò là MC Việt Hương, Đại Nghĩa. Xuất hiện trong chương trình, Harry Won khiến hai MC thích thú vì tinh thần lang xạ, quyết tâm mang tiền về cho người nghèo. Khi bước ra sân khấu, giọng ca hương đêm bay xa khẳng định, không sợ bị xấu, đen da, mà sẽ nỗ lực vượt qua thử thách một cách nhân nhất. Được biết, bà xã Trấn Thành sẽ phải thực hiện thử thách cá nhân của mình dưới áp lực thời gian phải chạy liên tục, vì số tiền 30 triệu đồng sẽ giảm dần. Điều này càng khiến nữ ca sĩ tự hối thúc bản thân, phải hoàn thành cá nhân càng tốt cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của mc đại nghĩa theo như những hình ảnh được tiết lộ từ nhà sản xuất harry won dường như kiệt sức sau khi gấp rút hoàn thành nhiệm vụ sự kết hợp giữa vận động và ghi nhớ dưới trời nắng ba xã trấn thành ngả quỵ dưới chân mc đại nghĩa Chút chặn bên kia sân khấu việt hương cho biết bản thân cũng khá lo lắng với thử thách lần này của giọng ca hương đêm bay xa ngay từ khi harry won nhận nhiệm vụ thì nữ MC liên tục liên hệ người dân xung quanh để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ. Nhưng vì thời gian thực hiện còn lại quá ngắn, nên cô cũng đánh bất lực nhìn từ xa của vụ. Hari Won cho hay, thực sự em rất bối rối, tại vì trí nhớ của em nó không được tốt, em không đủ thông minh để ghi nhớ hết những sự kiện trong thử thách. Nhưng cũng may là có anh đại nghĩa bên cạnh, vì quá mệt, Harry vừa nói vừa thở gấp. Thậm chí nữ ca sĩ còn nhầm lẫn luôn cả giới tính của Việt Hương khi gọi nữ nhân hài là anh trên sân khấu. Trước tình huống này, diễn viên nhà có năm nàng tiên hài hước nói giờ chị nhớ em vào trong khởi động lại, tập tành lại tiếng Việt và xác định lại chị là nam hay nữ, khiến mọi người được phen cười không ngớt. Cũng trong màn chào đón Harry Won, Việt Hương và Đại Nghĩa liên tục khen bà xã Trấn Thành, không chỉ thông minh, xinh đẹp, mà còn có khả năng vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt rất lưu loát. Cũng chính điều này khiến Việt Hương nảy ra ý tưởng để nữ ca sĩ ra chợ thực hiện thử thách là gây lộn. Nghe yêu cầu này, Harry Won không khỏi bất ngờ. Cô lên tiếng phản ứng, sao anh chị làm khó cho em dữ vậy? Thật ra em thấy tiếng Việt của mình rất là ổn rồi. Không biết mọi người có thấy ổn hay không thôi, cô bật cười cho hay. Đồng hành cùng với Harry Won trong tập phát sóng lần này là ca sĩ Thanh Thảo và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương. Cả ba khách mời sẽ vượt qua những thử thách của chương trình nhằm hiện thực hóa giấc mơ đổi đời của gia đình chị Võ Thị Thường, 49 tuổi, Quảng Bình. Sau đợt lũ năm 2020, gia đình chị Thường gần như mất trắng vào cảnh nợ 100 triệu với số tiền lãi mỗi tháng là 800.000 đồng. Trong khi đó, chồng chị bị bệnh, mất khả năng lao động, thường trở thành trụ cột chính của gia đình với số tiền ít ỏi có được từ việc làm thuê.